Chào mừng quý vị đang đến với bản tin 24/7 trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính FBNC. Và ngay sau đây sẽ là các tin tức nổi bật của thị trường trong nước tuần qua. Thủ tướng mới yêu cầu 100% dịch vụ công phải được cung cấp trực tuyến sau năm 2016. Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp được bán hàng giảm giá hơn 50%. Quỹ VinaCapital đánh giá thị trường Việt Nam đang rất hấp dẫn. Thưa quý vị, thị trường Việt Nam đang rất hấp dẫn, không chỉ ở chứng khoán, bất động sản mà còn ở nhiều ngành sản xuất kinh doanh khác. Đó là ghi nhận của chúng tôi về bầu không khí đầy lạc quan của nhà quản lý quỹ VinaCapital ở hội nghị các nhà đầu tư lần thứ 10 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Khai cuộc cho hội nghị thường niên các nhà đầu tư của VinaCapital năm nay là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Chung quanh mối quan tâm rất thật của giới đầu tư nước ngoài về khả năng tham gia mua trái phiếu chính phủ phát hành bằng đô la Mỹ và mua cổ phần tại nhiều doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, chính phủ Việt Nam rất chào đón các nhà đầu tư ngoại tham gia vào tiến trình thoái vốn khỏi các doanh nghiệp nhà nước. Về trái phiếu, Việt Nam đã từng có 3 lần phát hành trái phiếu bằng đô la Mỹ vào năm 2005, 2010 và cuối năm 2014. Nhưng hiện nay, nhịp 5 năm một lần này không còn phù hợp. Chính phủ Việt Nam cũng đã có đề án phát hành trái phiếu đến 5 năm, từ 2016 đến năm 2020. Sau báo thì chính phủ mới có quyết định trong năm nay để Việt Nam sẽ là tiếp tục sau 2014-2015 sẽ ra thị trường phát hành trái phiếu quốc tế năm 2015. Thứ trưởng Trương Chí Chung cũng cho biết ngay trong năm nay sẽ khởi động kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế cho giai đoạn 2016 và 2020. Các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ thường xuyên tổ chức các cross show gặp gỡ nhà đầu tư nước ngoài để quảng bá cho trái phiếu Việt Nam. Từ đó xác định được khối lượng trái phiếu cần phát hành cho từng đợt cũng như đối tượng nhà đầu tư mà Việt Nam cần hướng đến. Đánh giá về môi trường cho các nhà đầu tư tài chính nước ngoài, đại diện VinaCapital cũng nhận định, hiện chỉ số giá cổ phiếu trên lợi nhuận tức PE của Việt Nam khá rẻ, chỉ 11,1 lần, trong khi các nước khác trong khu vực đều từ 12 đến 22 lần. Ngoài ra, Việt Nam đồng là một trong những đồng tiền ổn định nhất khu vực, bởi trong 3 năm qua, Việt Nam mới điều chỉnh tỷ giá 8%, trong khi các nước khác trong khu vực đã phá giá đồng tiền rất lớn, có nước lên đến 40%. Điều này rõ ràng là lợi thế cho các khoản đầu tư đến từ nước ngoài. Nhằm đẩy mạnh việc phát triển chính phủ điện tử thì thời gian qua, nhiều cơ quan nhà nước đã triển khai thực hiện các dịch vụ công trên môi trường trực tuyến. Và để nâng cao hiệu quả của hoạt động này, vừa qua Thủ tướng cũng đã ban hành nghị quyết mới về việc xây dựng chính phủ điện tử. Theo đó, đến hết năm 2016, các bộ, ngành trung ương phải có 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Một số dịch vụ công phổ biến liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp phải được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp đến người sử dụng, dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4. Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố kết nối, liên thông tới các phần mềm quản lý văn bản, cũng như thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia để tích hợp tất cả dịch vụ công trực tuyến, tất cả phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 1 năm 2016. Thưa quý vị, theo khảo sát mới nhất từ vụ dự báo thống kê thuộc Ngân hàng Nhà nước thì đến tháng 9 vừa qua, ngành ngân hàng đã lạc quan hơn về tình hình lợi nhuận năm nay khi đưa ra dự báo tăng trưởng lợi nhuận cao hơn đợt khảo sát hồi cách đây 3 tháng. Theo khảo sát từ vụ dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng dự báo lợi nhuận bình quân năm nay sẽ tăng trưởng 9,73% thay vì mức 8,89% như trong khảo sát trước đó hồi tháng 6 năm nay. Trong đó, nhóm các ngân hàng lớn và nhóm công ty tài chính dẫn đầu dự báo về mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân. Gần 78% các tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh của ngành tài chính ngân hàng có sự cải thiện rõ rệt hơn trong năm nay so với năm trước đó. Trong số những thông điệp lạc quan từ cuộc khảo sát, đáng chú ý là thông tin có đến gần 90% ngân hàng tin rằng nợ xấu của mình cuối năm nay sẽ về mức 3% hoặc thấp hơn. Kết quả của khảo sát này như vậy khá sát với thông tin từ một khảo sát khác mới công bố hồi tuần trước của hai hãng tư vấn nhân sự tiền lương là Talentnet và Mercer. Theo đó, năm nay ngành ngân hàng sẽ dẫn đầu với mức thưởng bình quân lên đến 22% so với lương cơ bản. Thay vì bị khống chế, mức trần giảm giá không được vượt quá 50% giá trị hàng hóa, thì sắp tới đây, theo đề xuất của Bộ Công Thương, doanh nghiệp sẽ được giảm giá sâu hơn trong một số trường hợp nhất định.
Tại dự thảo báo cáo đánh giá về việc thực hiện luật thương mại 2005, Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp được quyền giảm giá hàng hóa sản phẩm trên mức 50% trong các dịp như tháng khuyến mãi, mùa mua sắm hàng trong năm. Trong khuôn khổ hội chợ, triển lãm đã được cơ quan quản lý về xúc tiến thương mại cho phép đăng ký, thanh lý hàng tồn kho hoặc thanh lý hàng khi doanh nghiệp ngừng hoạt động. Hiện, luật thương mại 2005 và nghị định 37/2006 quy định doanh nghiệp không được khuyến mãi bằng cách giảm giá hơn 50% giá trị hàng hóa. Điều này lâu nay đã gây khó khăn nhất định đối với các nhà bán lẻ, nhất là ngành nội thất và điện máy, điện tử, trong việc thu hút khách hàng cũng như giải phóng hàng tồn kho. Thực tế, tại các nước như Singapore hay Malaysia, trong một khuyến mãi hay lễ hội mua sắm, doanh nghiệp được quyền giảm giá từ 70-80%. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa ký văn bản yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC thoái hết vốn tại 10 doanh nghiệp. Lộ trình sẽ do SCIC tự chủ động. Trong danh sách thoái vốn có các doanh nghiệp lớn như là Vinamilk, FPT, Bảo hiểm Bảo Minh, Nhựa Bình Minh, v.v. Tổng vốn hóa thị trường phần vốn nhà nước tại 8 doanh nghiệp niêm yết có tên trong danh sách này lên tới trên 62.000 tỷ đồng, trong đó riêng phần vốn nhà nước tại Vinamilk đã trên 55.000 tỷ đồng. Trước đó, SCIC đã nhiều lần có công văn đề nghị chính phủ cho phép nắm giữ cổ phiếu tại 19 doanh nghiệp, nhưng chính phủ chỉ chấp nhận giữ vốn nhà nước tại 9 doanh nghiệp. Việc thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp này sẽ tạo cơ hội cho nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài, nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của SCIC. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tuần vừa qua, Ủy ban Tài chính Ngân sách đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc sử dụng một phần tiền từ việc bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước để bù hụt thu ngân sách trong năm nay. Trước báo cáo của Chính phủ về khả năng hụt thu ngân sách trung ương hơn 31.000 tỷ đồng, Ủy ban Tài chính Ngân sách đã thống nhất với đề nghị của Chính phủ về việc dùng 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước để góp phần xử lý hụt thu ngân sách. Để tiết kiệm chi tiêu trước thực tế hụt thu ngân sách, một số đề xuất của Chính phủ đã được Ủy ban Tài chính Ngân sách thống nhất. Theo đó, những khoản chi khánh tiết, hội nghị, lễ hội, công tác nước ngoài sẽ bị cắt giảm. Cho dù Chính phủ vẫn giữ đề nghị giữ nguyên mức bội chi 5% GDP như Quốc hội đã chốt trước đây, nhưng Ủy ban Tài chính Ngân sách nhận định sẽ khó giữ được mức bội chi này, một phần vì mức giải ngân vốn ODA năm nay sẽ vượt mức dự kiến, hoặc có những khoản đã chi nhưng chưa có nguồn bù đắp, trong đó có khoản cấp bù chênh lệch lãi suất cho một số ngân hàng. Thưa quý vị, nhắc đến con số ấn tượng của tuần này thì chúng tôi sẽ nói đến con số 61%. Cùng với bảng xếp hạng V1000 thì khảo sát của Vietnam Report cũng cho biết là có tới 61% doanh nghiệp mong muốn sửa đổi thêm nhiều điểm trong quy định hiện nay của hệ thống thuế. Mặc dù thời gian qua ngành thuế đã cố gắng trong việc cải cách, nhưng hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam vẫn chưa thực sự được lòng doanh nghiệp. Trong đó thì quy định pháp luật, chính sách thuế vẫn là vướng mắc lớn nhất của doanh nghiệp. 26% doanh nghiệp được khảo sát mong muốn sửa đổi thêm chút ít, chỉ 13% doanh nghiệp là hài lòng với những chính sách thuế hiện nay. Liên quan đến Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, thì khảo sát này cho biết là có khoảng 42% doanh nghiệp cho rằng mình không chịu nhiều tác động từ những cải cách thuế sau khi TPP được thông qua. Tuy nhiên, vẫn có 9% doanh nghiệp cho rằng là TPP sẽ đem đến những ảnh hưởng tiêu cực từ việc cải cách chính sách thuế. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục bản tin 24/7 cùng với những thông tin nổi bật sau đây. VCCI nhận định thành tích cắt giảm giờ nộp thuế theo báo cáo mới thể hiện trên văn bản. Những cơ hội và thách thức cho môi trường trong việc thu hút đầu tư vào ngành dệt may tại Việt Nam.